Theo nguồn tin của VTC News, trọng tài Trương Hồng Vũ không làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2023. Ông Trương Hồng Vũ có quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa tại vòng 5. Cụ thể, ông thổi phạt đền cho Nam Định dù Mai Xuân Quyết Nam Định chơi cao chân với thủ môn Ngọc Cường, Khánh Hòa. Một ngày sau trận đấu, thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban trọng tài cho biết quyết định của ông Trương Hồng Vũ là đúng luật. Thông báo này khiến giới chuyên môn bất bình. Chia sẻ với VTC News sau khi biết thông báo này, huấn luyện viên Võ Đình Tân, Khánh Hòa cho biết tôi thấy trọng tài Trương Hồng Vũ sai. Cứ tổng hợp ý kiến truyền thông, trọng tài, cầu thủ hay người hâm mộ. Khán giả bây giờ rất tinh ý, đâu phải cứ trọng tài mới có chuyên môn. Còn bây giờ ban trọng tài nói thế thì tôi chịu luôn, hết ý kiến luôn, không ý kiến gì nữa. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng cảm và ủng hộ quan điểm của ông Võ Đình Tân. Đồng thời, ông Thành chỉ trích trọng tài mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC khi Lucao không bị thổi phạt biệt vị. Cũng theo thông tin từ VTC News, trọng tài biên Nguyễn Lâm Minh Đăng bắt trận câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bị kỷ luật. Theo lịch phân công dự kiến, trọng tài Minh Đăng sẽ làm nhiệm vụ ở trận Bình Dương gặp Công an Hà Nội ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên, ban trọng tài quyết định thay thế bằng trợ lý khác. Trọng tài chính của trận đấu này là ông Vũ Nguyên Vũ. Trong khi trọng tài bàn là ông Nguyễn Đình Thái, người đã bắt chính trong trận câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội FC.